Cùng nóng đưa lên tầng 3 rồi à? Đâu, rồi tí lên bác sáu được. Đấy. À, máy này nó vẫn cho dây nước mà quên mình mua rồi. Điều khiển hôm nay hình như kiểu khác rồi. Xem này. Điều khiển với này, điều khiển hôm nay hơi khác một tí. Máy cũng khác một tí rồi, đời mới hơn rồi. Thực ra thì nó phải lộn ngược lại ấy, Tứ ạ. Lộn ngược lại. Ừ. Thôi thì để đứng thế cũng được. Thấy mã. Vẫn là dàn như thế. Này kiểu khác rồi, ngày xưa nó cân lương là kiểu khác, là hơi khác một tí rồi. Mới hơn tí rồi. Cách cân tí rồi. Đây, ống đồng vẫn màu vàng, chắc là nội thất nó vẫn thế thôi, là bên trong nó vẫn thế thôi. Thay đổi một chút, điều khiển thay đổi review cái điều khiển thay đổi. Điều khiển này thay đổi rồi, thay đổi. Cái này tí nữa kích bảo hành. Thì cái này thay đổi rồi. On là dễ hiểu hơn, nhìn dễ hiểu màu sắc. Dễ màu sắc này gì nhìn dễ hiểu. Đôi khi người ta không hiểu tiếng Anh người ta có nhớ màu được. Ừ, đúng rồi. Thôi rồi đi đi. À Tú này không gian sử dụng vẫn còn nhiều lắm. Trong này không gian sử dụng này Tú còn nhiều lắm. Nhấc lên không? Tú ơi nhấc lên. Cầm hai tay hai bên nhấc lên đi. Cầm hai tay hai bên nhấc lên. Nhấc lên. Đấy. Đấy. Vẫn thế nhỉ, cùng nóng gần như không thay đổi nhau. Có cái mặt che quạt này thay đổi đi. Mặt che quạt này trông dày dặn cứng cáp hơn tí, có cái mác logo này đẹp hơn chút. Nhưng mà đáng nhẽ phải chơi màu xanh đúng theo cái cánh quạt bên này thì nó hợp với lại chơi màu trắng này không. Ok. Để đấy thì nó mang nắng nó hơi chiếu vào thì nó hơi giảm hiệu suất lạnh như tí mới này, để cục nóng ở trên cao so với mặt lạnh nó không kia đấy. Nó không được hồi dầu với nó không được lạnh hiệu suất lạnh. Tôi nhấc máy này để tôi xem là mấy rắc co đồng, nó để rắc co đồng ở đâu. Nhấc đầu bên đấy. Nhấc hẳn ra. Đây rồi. Ok. Tôi chỉ là bóc máy để tôi lấy cái này thôi. Đi xuống đi, cầm này xuống. Cầm tới cái quận băng này xuống tí tôi cuốn. Cái này rồi. Cái cách này là không phải nắp đâu, máy một chiều không phải nắp. Đấy vứt đi. Xong rồi các bạn ạ. Đây hút trên không rồi, chuẩn bị xong. Đấy nó mở nhạc các bạn nhìn. Đấy, trời nắng rồi. Tiếp không? Buổi trời này. Đang nắng quá. Đây. Con này thì là mình đang bán cho là bạn của mình. Thế thì mình bán với giá là 4.950.000 hoặc là 5 triệu giá máy không bán cho riêng các bạn bạn mình ở giá đấy chưa ăn một tí. Đấy thì các anh em cái khách hàng nào biết về dòng Capper này thì anh em sẽ hiểu cái giá mà mình bán cho. Đấy. Quá tuyệt vời đúng không, thôi tắt đi bạn.